Đây là cái chat tiếp theo, nó có tên là cái chat hoa quả. Đăng cái trong hình là cô giáo Hoa Linh. Nói chung công việc là bà Hằng. Rất quen thuộc với những công việc làm chap. Ở video trước tôi đã giới thiệu bà Thu Hằng với vai trò làm cái chap đỏ ở góc này này. Đây này này này. Đấy. Hôm nay thì có thêm bà Thái Thanh, một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Có vẻ cái chap này rất là cầu kỳ thì phải. À, mình phát hiện ra rằng là hôm nay có thêm cả chap rượu. Đã làm xong và rất là đẹp như này. Vâng. Đây là hai đầu con gọi là con công được làm một quả dứa nhưng mà nó vẫn chưa có mỏ mẻ gì cả. Thì tạo con gì nữa? Mỏ và vậy của nó chưa có. Hôm nay tối nay nó xong gì? Hôm nay con nhau nhất ngày kia đấy. Vâng ạ. Tại vì là ngày kia mới đi, tại vì là nó ăn trộm với nhau của người ta rồi, mới nói đấy. Đi.